anh em mình vô cả nha, mời cả nhà nha. Rồi, mọi điều tốt đẹp, chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng. Vui quá cả nhà ơi, lần đầu tiên hội ngộ được bố anh em YouTube YouTube Cồn đó, nhưng mà rất là vui. Mấy phụng lát nữa tặng anh một bài tăng cổ gì nha. Ok, đó là bởi vì là công an là rất thần tượng cái giọng ca của Mỹ Phụng, cho nên đó là nhất định phải có một bài tăng cổ gì đó. Sau đây Mỹ Phụng và anh Nhân Quán sẽ gửi đến, chỉ Mỹ Phụng thôi hả? Mỹ Phụng sẽ gửi đến các bạn và cô chú anh chị một bài hát được mang tên Như Loài Hoa ấy. Cho anh chàng pháo tay trước luôn. Thôi nó vô nhạc chưa? Để anh bấm cái nói trước đây. Giọng cổ như lời hoa. Thank you.
ngoài hiên mà tưởng bước em. Bỏ lại nè. Cái nhạc này của ông Nhơn á, mình thi hát cái lý vô cái giọng cổ cái là nó sẽ dạ, anh luộc với em luộc cái bài luộc.